Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với vlog thứ 5 của tôi. Bật mí với các bạn là vlog này được làm trong một thời gian nhanh kỷ lục, chỉ sau khi biết tin các bạn có kết quả tốt nghiệp thôi. Tai quay, máy quay mệt nghỉ để có một sản phẩm kịp thời dành tặng cho các bạn. Và đây cũng là món quà của tôi dành cho các bạn. Lưu ý, vlog này không copy, không đảo, không ăn cắp ý tưởng, không dịch thuật từ các vlog khác. Mà đây là vlog chính chủ, vlog của tổ ấp. Các bạn thì đang rất là vui, đang chia sẻ niềm vui hạnh phúc của mình với lại gia đình. Những bạn ở xa thì sao? Gọi điện thoại một cú là đến gia đình liền. Alo mẹ hả? Con đậu tốt nghiệp rồi. Mẹ báo cho ba, bà nội, bà ngoại, ông nội, ông ngoại, cô bác, chú, dì, cậu, mợ, hàng xóm biết nha. Cùng các bạn thì vui hết sức, phấn khích hết sức đến nỗi mà không thể nào diễn tả bằng lời nói được, thậm chí là tiếng người. What does the fuck say? Xây cái quần ấy, xây mệt quá, xây hoài. Và bên cạnh đó là một số bạn đang trong một tâm trạng rất là đượm sầu. Tại sao vậy? Tại sao cuộc đời lại nghiệt ngã với thân phận bé nhỏ của em tới như vậy? Hai con 10 rồi, sao không cho luôn con 10 thứ ba đi mà sao có 9 rưỡi vậy? Đi chết đi. Hoặc là sao vậy nè? Mấy em nữa là tốt nghiệp loại khá rồi, sao vậy? Hoặc có một số bạn rất quan tâm bạn bè, nhấc điện thoại lên gọi và hỏi điểm. Alo, sao biết điểm chưa? Nhiều. Wow, 999 à. Thật là giỏi. Rồi, cái gì ăn mừng sao nha? Mình học bài như gì đó. Mình đã 999. Mình 998. Không được. Viết thư kiện thôi. Đừng hỏi ai hết, đừng trách ai cả. Vì mình biết rằng người đáng hỏi nhất đó chính là bản thân mình. Vì gì đâu phải buồn phiền, vì gì đâu phải tức giận. Bởi vì các bạn đã cố gắng hết sức mình rồi, đã làm hết sức mình, đã học hết mình, thì đó chính là thực lực của mình, thì làm sao phải buồn. Còn đối với những bạn nào mà là khá, tốt nghiệp lại khá, tốt nghiệp lại giỏi, kỳ thi tốt nghiệp không quyết định cái đó, mà sự quyết định đó là 4 năm vừa rồi của các bạn. Điểm tốt nghiệp chỉ là một phần thôi. Nếu mà trách thì trách tại sao mà mình không cố gắng trong 4 năm vừa rồi để bây giờ mình cảm thấy mình hối hận, đúng không nè? Và chắc chắn là sẽ có một số bạn cảm giác mình như là siêu anh hùng. Hỡi thế giới, hãy nhìn ta xem, đi thi bằng niềm tin mà dẫn đầu tốt nghiệp. Cẩn thận, cuộc đời không cho bạn may mắn như vậy lần thứ hai đâu. Nói chứ mình may mắn như vậy mấy chục lần rồi. Còn với các bạn kém may mắn hơn, các bạn chưa đổ được kỳ này, thì mong là các bạn sẽ tiếp tục cố gắng hết sức mình thêm một lần nữa để cho kỳ tốt nghiệp lần hai tốn mấy trăm ngàn đó mà. Một lần nữa xin chúc mừng các bạn tân cử nhân. Với tấm bằng trên tay thì chắc chắn bây giờ các bạn đã bước vào đời rồi. Mà các bạn lưu ý, trường đời nó khác trường học lắm. Trường học thì dạy xong rồi mới kiểm tra, nhưng đường đời thì kiểm tra rồi mới dạy. Cẩn thận.